vốn thuộc diện hộ khó khăn ở địa phương. Nhiều năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Vàng, 71 tuổi, ngụ tại ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, chỉ đắp đổi qua ngày bằng nghề làm thuê trong xóm. Hơn 20 năm trước, vì lao lực nhiều nên ông Vàng bị viêm phế quản nặng. Vì cảnh nhà nghèo khó nên ông chỉ xin thuốc bảo hiểm uống cho qua ngày. Gần đây, ông bị suy tim nặng. Hơn một năm qua, gần như những chuỗi ngày của ông gắn liền với bệnh viện, phải nằm điều trị theo chỉ định và phải mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để chạy chữa. Cuộc sống vì thế càng chồng chất khó khăn. Khi trong nhà không còn gì đáng giá để cầm cố, con cái thì đi làm xa cũng nghèo khó, nên cũng chỉ giúp đỡ được chút ít cho cha mẹ. Nhiều lúc nhập viện vì bệnh tình trở nặng, vợ ông phải chạy vay mượn khắp xóm để cứu lấy mạng sống của chồng. Nhìn chồng năm đó tiều tụy xanh xao mà lòng bà quặn thắt. Hoàn cảnh gia đình của cô thì hàng ngày thì không có đất đai gì mặn, chỉ đi làm mướn không à. Đứa cháu thì nó có gia đình riêng tư hết, nó không có đứa nào còn có thằng ở chung chưa có gia đình. Thì nó cũng đi mần mướn hàng ngày vậy đó. Rồi ba nó bệnh thì cô thì đi làm thuốc nam với bãi mai hàng ngày vậy đó. Rồi hàng ngày thì gạo thóc thì nhờ cụ Trinh với bãi mai đồ lo, cũng như Mạnh Thường Quân ai cho gạo hoặc cho dầu ăn, nước mắm, bột ngọt gì đó thì bảy cho lại đừng ăn đừng đi làm hàng ngày vậy đó. Rồi cũng nhờ Mạnh Thường Quân, các Mạnh Thường Quân đồ hỗ trợ gạo thóc đồ. Ở cái tuổi xế chiều, ông Vàng lại chịu nhiều đau đớn do bệnh tật nên sức khỏe càng suy yếu nhiều hơn. Gần một tháng qua, ông Vàng đã phải nằm viện điều trị. Đến thăm ông tại bệnh viện 30 tháng 4 thành phố Sóc Trăng, tận mắt chứng kiến bệnh tình của ông mà ai cũng xót xa. Chị nói giờ gắng về lúc có về khỏe á, giờ gắng trị liệu hai cái giò. Trên đường đi phải mua cái bình oxy, giờ cái kiếm mua cái lăng nó để đi, chứ đi nhiều khi hơi cái là té là chết liền. Vậy đó, bây giờ lăng bị lục chạy bệnh này không biết tới chừng nào hết bệnh. Thì tiền không đủ nữa, dư giả thì mới mua được đó mới đi được. Em cứ nghĩ vậy thôi, hy vọng chết thì không chết rồi. Nhưng tại cái bệnh thời gian mãn tính này á, nó kéo dài dữ lắm. Lao thì hỏi lao, không có lao tiểu đường, không tiểu đường, có nghĩ tìm không ra. Với kiểu xét nghiệm đàm là 500 ngàn. Qua cái bị cái bệnh gì đó, nó trị qua thuốc này mới nặng tiền. Chứ bình thường ít, bị qua cái thuốc này nặng lắm. 400 ngàn một hộp, chịu nói một ngày 3 hộp. Đó. Rồi thuốc mua tư hoài như thuốc đau bụng tử này kia rồi. Mua kia mua hoài mới có. Do căn bệnh biến chứng nhiều nên hai chân của ông gần đây không còn đi đứng được nữa. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do bà Lợi cận kề chăm sóc. Nhưng cuộc sống của hai ông bà rất khó khăn vì tiền chi phí thuốc thang mỗi ngày hơn 500.000 đồng trong khi ông bà không lao động được nữa. Chú, sức khỏe của chú thì hàng ngày thì cũng đi lúc mà chưa có dịch COVID á, thì đi lấy thuốc ở bệnh viện này uống hàng tháng. Rồi tới khi bệnh thì không có được đi, ở nhà mua thuốc tư uống không à. Rồi uống riết rồi cũng có đồng nào thì mua đồng nấy uống vậy đó. Rồi với lại khám bệnh viện xã nhà mình á, lấy thêm uống. Rồi con á, thì nó hai đứa con gái thì nó có chồng nó cũng nghèo lắm. Rồi mấy thằng trai nó cũng đi mặn mướn ở xa lắm, nó đi tới Tây Ninh, Bình Dương gì đâu, cho nó không có về nữa. Ba nó bệnh về mà nó cũng không được về nữa. Mình vô còn đi lúc đi được, mà giờ bệnh vô đây tự nhiên. Như bác sĩ nó cứ tụt quốc gì đó, liệt hai giờ đi không được vậy chứ. Tiêu tiểu rồi tại chỗ không đi đâu được hết trơn, đi là hụt hơi chết á. Ngày giờ nhiều bữa bị hai ba lần hụt hơi vậy đó. Phải điều trị thuốc này tới mới được. Chị tiền quá trời cô ơi, dai mượn dòng đuối rồi nhờ bảy mai rồi cổng chinh với viện trợ chùa với bệnh cũng giúp đỡ kịp thời để trị bệnh đó, chứ không biết nói làm sao hết trơn á. Ăn vợ chồng cái này ăn.
xót xa trước hoàn cảnh bệnh tật của ông Vàng sau bao lời động viên thăm hỏi, các nhà hảo tâm trong đoàn Nhịp Cầu Nhân Ái cũng đã quyên góp hỗ trợ số tiền 28 triệu đồng để ông có tiền trang trải viện phí trước mắt. Qua đây, chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng thiện nguyện gần xa để ông Vàng được chạy chữa đến nơi đến chốn, hai chân được phục hồi và kéo dài được sự sống bên gia đình. Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh thương tâm trên xin quý nhà hảo tâm gửi về ông Nguyễn Tấn Vàng, ấp Năm Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hoặc đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng và tại chùa Khánh Sơn, 22 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Xin chân thành cảm ơn.